Cụ thể, ngoài dự án cáp ngầm xuyên biển Phú Quốc - Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang dài 56 km, Tổng công ty Điện lực miền Nam đang lên kế hoạch đưa điện lưới quốc gia ra cung cấp cho huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Dự án có chiều dài 13 km, đường dây trên không nối từ xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất ra Hòn Tre, tổng vốn đầu tư khoảng 60 tỷ đồng. Dự kiến đến quý 3 năm 2014, dự án sẽ hoàn thành và cung cấp điện trực tiếp cho khoảng 5.000 hộ dân sinh sống ở Hòn Tre. Nếu được cấp điện lưới quốc gia, người dân sẽ được mua điện rẻ hơn 3.500 đồng 1 kW so với hiện nay. Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng đang xúc tiến việc đầu tư đường dây điện ra huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Trước đó, ngày 17 tháng 10 vừa qua, sau một năm triển khai dự án, huyện đảo Cô Tô cũng đã chính thức có điện lưới quốc gia.